hay nghe từ đi. Ở đây từ đi chỉ phương thức. Dẫu. Âm Hán Việt là tẩu. Dẫu. Dẫu. Đi như thế nào nhỉ? Sẽ mất dấu nữa. Sẽ mất dấu nữa. Đến trường các bạn đi như thế nào nhỉ? Ở đây người nói ở cách xa trường. Chú ý nếu mà chú ý xào sẽ mất dấu nữa. Chú ý nếu mà chú ý xào sẽ mất dấu nữa. Đến thư viện đi như thế nào nhỉ? Chú ý thú sư quán sẽ mất dấu nữa. Chú ý thú sư quán sẽ mất dấu nữa. Đến ký túc xá của các bạn đi như thế nào nhỉ? Chú ý nếu mà xu sơ sẽ mất dấu nữa. Chú ý nếu mà xu sơ sẽ mất dấu nữa. Chúng ta đi. Wo men zou. Wo men zou. Đi thôi. Zou ba. Zou ba. Hãy chú ý từ ba ở cuối câu có nghĩa là thôi, đi thôi, làm thôi, ăn thôi. Hãy nói lại đi thôi. Dầu bà. Cậu đi đi. Nǐ qù bà. Nǐ zǒu bà. Các cậu chơi đi. Nǐ mèn wǎn bà. Nǐ mèn wǎn bà. Hãy nghe từ đường. Lù. Lù. Âm Hán Việt là lộ. Đường gì? Sẽ mơ lù. Sẽ mơ lù. Đây là đường gì? Chê sư sẽ mơ lù. Chê sư sẽ mơ lù. Đi bộ. Dẫu lụ. Dẫu lụ. Từ lụ cũng có nghĩa là tuyến xe buýt. Hay nói, tuyến số 21. A sĩ y lụ. A sĩ y lụ. Tuyến số 106. 106 lũ. 106 lũ. Hãy chú ý trong tiếng Trung, khi đọc số xe buýt, số nhà, số phòng, số điện thoại, số 1 thường được đọc thành yao thay vì yi trong các số có 3 chữ số trở lên. Ví dụ 106 đọc thành 106. 106. Phòng 206 tầng 2. Ở tầng 206 hào. Ở tầng 206 hào. Nhà ăn ở phòng 206 tầng 2. Chán thiên tại 206 hào. Chán thiên tại 206 hào. Hay nói, tuyến số 106. 106 lũ. 106 lũ.